mỗi một tình huống là mang cho mình những bài học, cả những cảm xúc tiêu cực và những cảm xúc tích cực. Hãy hướng dẫn con để con tốt nghiệp những bài học đó, hướng dẫn con để con tốt nghiệp những cái con người đó, những cái tình huống đó, và để con tốt nghiệp cái cảm xúc tức giận, cảm xúc uất hận và cảm xúc trả thù. Chỉ có những người rất là yếu ở bên trong mới nghĩ đến việc trả thù mà thôi. Và rồi có những người cha người mẹ còn truyền cho con cả cái sự hận thù xuyên thế hệ. Cha cãi nhau với chú, cha từ chú, cha giận chú, thì cha cũng bảo là mày không cần phải gọi nó là chú, hay là cha cũng cấm luôn con không được chơi với các con của chú. Đó là sự vô minh, làm cho con của mình nuôi dưỡng cái sự hận thù. Và khi nuôi dưỡng cái sự hận thù thì sẽ mất đi rất nhiều năng lượng sống, bởi vì chỉ tập trung vào việc trả thù thôi, chỉ tập trung vào sự tức giận thôi. Rất là mong những người cha người mẹ hãy hướng dẫn con mình bi, trí, dũng để con mình tốt nghiệp được tình yêu thương, sự quan tâm với những người khác, tốt nghiệp được những cái bài học mà những người khác mang đến cho mình.